Sau khi bắt Vũ Đức Thuận, với việc đảng mở rộng điều tra vụ PVC lần 2 mà vẫn chưa bắt được Trịnh Xuân Thanh, có thể cho rằng việc này chỉ mang tính thủ tục, không đóng vai trò then chốt trong chiến dịch chống tham nhũng của Tổng Bí thư Trọng và cũng chẳng giúp ông Trọng phục hồi được uy thế lừng thừng như ngay sau kết quả Đại hội 12. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh tin tức 108 TV. Sau đây xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết có tựa đề Vì sao Đảng mở rộng điều tra vụ PVC lần 2? Bài viết của tác giả Lê Dung được đăng trên trang SBTN. Sau Tết Nguyên đán 2017 ít ngày, một lần nữa Đảng lại mở rộng điều tra vụ PVC. Ngày 15 tháng 2 năm 2017, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố 5 bị can, bắt tạm giam 4 bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú 1 bị can. 5 người này là các ông bà Lương Văn Hòa, nguyên giám đốc ban điều hành dự án Vũng Áng, Quảng Trạch, Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí Việt Nam PVC, Lê Xuân Khánh, trưởng phòng kinh tế tổng hợp ban điều hành dự án Vũng Áng, Quảng Trạch, ông Nguyễn Lý Hải, nguyên trưởng phòng kỹ thuật ban điều tra dự án Vũng Áng, ban điều hành dự án Vũng Áng, Quảng Trạch, ông Nguyễn Thành Quỳnh, giám đốc ban kỹ thuật công nghệ Tổng Công ty Miền Trung và bà Lê Thị Anh Hoa, giám đốc Tổng Công ty MTV Quỳnh Hoa. Toàn những người được dư luận cho là không quan trọng. Bởi nhân vật quan trọng nhất đối với Đảng là Trịnh Xuân Thanh thì cho tới nay vẫn không thấy tăm hơi đâu, cho dù không ít lần Tổng Bí thư Trọng tuyên bố sẽ bắt được. Còn giới lãnh đạo Bộ Công an cũng mạnh miệng, lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó thoát, mà còn vận động ông Thanh trở về đầu thú để được hưởng khoan hồng. Lần mở rộng điều tra vụ PVC gần đây nhất là vào tháng 9 năm 2016. Khi đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã quyết định khởi tố 4 bị can Vũ Đức Thuận, nguyên Ủy viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc PVC, Nguyễn Mạnh Tiến, Phó Tổng Giám đốc, Trương Quốc Dũng, nguyên Phó Tổng Giám đốc, Phạm Tiến Đạt, nguyên Kế toán trưởng Tổng Công ty PVC để điều tra cùng hành vi cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại Điều 165 Bộ Luật Hình sự. Đồng thời ra lệnh bắt tạm giam và khám xét đối với 4 bị can này. Ngay lập tức, một số tờ báo thuộc kênh tuyên giáo loan tải thông tin bắt Vũ Đức Thuận, không quên mô tả về tình thân thiết của cặp bài trùng Trịnh Xuân Thanh, Vũ Đức Thuận. Khi đó, cũng có một luồng thông tin như thể từ nội bộ của Đảng cho biết Vũ Đức Thuận lại là đệ tử của Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay là Đinh La Thăng. Đinh La Thăng lại là người được dư luận đồn đoán sẽ là một trong những ứng cử viên cho chức Tổng Bí thư trong tương lai không quá xa khi ông Trọng mệt mỏi. Tuy vậy, từ sau vụ Vũ Đức Thuận cho tới nay lại không có bất kỳ tin tức công khai nào về việc Vũ Đức Thuận chịu khai báo. Ngay trước Hội nghị Trung ương 4 về chống tự diễn biến, tự chuyển hóa vào tháng 10 năm 2016, bất chợt xuất hiện thông tin như thể trong nội bộ đưa ra cho biết Vũ Đức Thuận đã khai và những bản khai báo này sẽ được đặt lên bàn Hội nghị Trung ương 4. Tuy thế hội nghị này đã trôi qua mà chẳng có xuất hiện hồ sơ nào. Sau khi bắt Vũ Đức Thuận, với việc Đảng mở rộng điều tra vụ PVC lần 2 mà vẫn chưa bắt được Trịnh Xuân Thanh, có thể cho rằng việc này chỉ mang tính thủ tục, không đóng vai trò then chốt trong chiến dịch chống tham nhũng của Tổng Bí thư Trọng và cũng chẳng giúp ông Trọng phục hồi được uy thế lừng thừng như ngay sau kết quả Đại hội 12. Kính thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là bài viết có tựa đề Vì sao Đảng mở rộng điều tra vụ PVC lần 2? Bài viết của tác giả Lê Dung được đăng trên trang SVTN. Và tiếp sau đây, xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết có tựa đề Lại cho mị dân. Bài viết của tác giả Người Quan sát được đăng trên trang Dân Làm Báo. Trong những tháng qua, Bộ Công Thương là nơi mang nhiều tai tiếng nhất trong tất cả các bộ tai tiếng của Đảng và Nhà nước. Từ việc các quan chức ôm của chạy lấy người như Trịnh Xuân Thanh, Vũ Đình Duy, Lê Trung Dũng, cho đến vụ bà Thứ trưởng 91 tỷ Hồ Thị Kim Thoa đang bị Nguyễn Phú Trọng chiếu tướng. Bộ Công Thương đang trở thành bộ thương đau. Trước tình hình bé bét đó, Bộ trưởng Người Vươn Gió, theo báo cáo của Bộ Công Thương tháng 10 năm 2014, Tổng Công ty PVC đã bị thua lỗ 3.262 tỷ vào năm 2012 và 2013. Ông giải thích sao về việc này? Trịnh Xuân Thanh: Về việc này,
Vào ngày 8 tháng 5 năm 2014, PVN đã chỉ đạo PVC tổ chức kiểm điểm. Sau khi xem xét kỹ, PVN đã có công văn gửi Bộ Công Thương và Thủ tướng Chính phủ, trong đó có kết luận như sau. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thấy rằng PVC đã thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan đến kinh doanh thua lỗ của PVC. Các cá nhân vi phạm đã được xử lý nghiêm túc theo quy định của pháp luật. Tập thể lãnh đạo PVN, PVC đều đã sâu sắc kiểm điểm, nhận trách nhiệm về người quản lý và người đứng đầu đơn vị đối với kết quả sản xuất kinh doanh của PVC giai đoạn 2012-2013. Nhưng đối với cá nhân đồng chí Trịnh Xuân Thanh, không có sai phạm gì về cá nhân trong thời gian làm việc tại đơn vị. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh tin tức 108 TV. Sau đây, xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết có tựa đề Phỏng vấn Trịnh Xuân Thanh phần 2. Bài viết của tác giả Người Buôn Gió được đăng trên trang blog cá nhân của ông. Lúc ăn cơm, tôi nói, anh à, ban nãy em hỏi, anh trả lời nhiều từ chuyên môn và cả trong những văn bản anh đưa em xem những báo cáo, quyết định này nọ, từ ngữ không phù hợp với bình dân cho lắm, như những cái gọi là vốn hóa, lỗ dự phòng. Nên tí nữa anh trả lời, anh em mình cố diễn giải làm sao cho đại đa số người đọc dễ hiểu. Trịnh Xuân Thanh, ok, đấy là việc của chú giỏi mà. Anh khoái chú ở chỗ là chú dùng từ hay câu đơn giản. Tôi nói thêm, còn những con số, văn bản mình chỉ dẫn ý chính thôi, không phải là đọc cả văn bản ra đâu, chép lại dài lắm. Nó có đấy rồi, nếu người nào họ cần, mà mình thấy đúng là họ cần, họ thắc mắc, thì mình chụp hay sao văn bản, quyết định đấy gửi cho họ. Còn những con số thì 17 phẩy mấy tỷ, cứ gọi là 17 thôi. Tuy như thế, nhiều thằng nó sẽ thắc mắc là tại sao 17,30 tỷ, bây giờ lại là 17 tỷ. Để em block bọn đấy. Thực ra người hiểu thì họ cần tình tiết, chứ sai ngày, sai số không quan trọng. Nhưng bọn dư luận viên thường nó sẽ soi thế để la làng lên là mình viết sai, từ đó kêu mình sai tất. Thanh cười khà khà. Chú nhiều mưu đéo chịu được. Tôi, mưu gì đâu anh. Mấy cái lặt vặt trên mạng này em ngồi mãi nên dành thôi. Phỏng vấn Trịnh Xuân Thanh phần 2. Người Buôn Gió, xin ông cho biết đợt tăng vốn tiếp theo. Trịnh Xuân Thanh, vào cuối năm 2011 và đầu năm 2012, tăng tiếp vốn điều lệ lên 4.000 tỷ, trong đó có 1.000 tỷ tiền mặt tập đoàn Dầu khí rót vào. Đây là lần đầu tiên chúng tôi tiếp nhận tiền mặt, mục đích là để xây dựng nhà máy nhiệt điện Thái Bình và 500 tỷ do các cổ đông nhỏ lẻ góp vào. Đây là đợt tăng vốn cuối cùng. Người Buôn Gió, như thế, tổng số vốn mà PVC được tăng bằng nhập trên sổ sách, định giá và chuyển tiền mặt là 3.500 tỷ do tiền nhà nước và 500 tỷ từ các cổ đông ở lần cuối. Như 1.500 tỷ lần thứ nhất là do định giá ảo, trong khi giá thật chỉ có 807 tỷ. Trong đó còn có 13% nắm giữ của các chủ nợ cũ. Còn 1.000 tỷ thứ hai hoàn toàn không có. Thực chất tập đoàn PVC nắm 1.807 tỷ. Vậy có những lần nào PVC rút vốn về cho nhà nước không? Trịnh Xuân Thanh. Đợt 1 tháng 12 năm 2009, bán cổ phần từ 87% xuống 51%, thu về cho nhà nước 1.316 tỷ đồng tiền mặt. Đợt 2 tháng 7 năm 2010, bán tiếp 10%, còn 41%, thu về cho nhà nước 625 tỷ đồng. Qua hai đợt rút vốn này, PVC đã mang về cho nhà nước 1.941 tỷ đồng. So với thực chất tài sản vốn liếng thì hai đợt này đã thu về nhiều hơn số vốn đã bỏ ra. Chưa kể số tiền cổ tức thu về đến năm 2010 là 235 tỷ đồng và nộp ngân sách 4.207 tỷ đến năm 2012. Ngoài ra, PVC cũng đã tích cực đóng góp cho xã hội như xây trường học, nhà tình nghĩa v.v. với số tiền là 166 tỷ. Nếu như bán hết cổ phần PVC tại thời điểm 2010, tức là hết 41%, còn lại sẽ thu về 2.562 tỷ đồng. Tổng thu sẽ là 4.503 tỷ đồng. Nhưng lãnh đạo cấp trên thấy những thắng lợi to lớn của PVC, từ những công ty bé bét, đổ vỡ đã đạt được thành công như vậy,
nên đã không thoái vốn hoàn toàn mà còn tăng vốn thêm 1.000 tỷ vào năm 2012, tức là tăng số cổ phần nhà nước ở đây thành 54%, nhưng với điều kiện oái oăm là chỉ đạo dùng số vốn này để thực hiện xây nhà máy nhiệt điện Thái Bình. Những thắng lợi đạt được này chủ yếu do cơn sốt đất và sốt tài chính tại thời điểm 2010 và 2011 đem lại. Người buôn gió, theo báo cáo của Bộ Công Thương tháng 10 năm 2014, tổng công ty PVC đã bị thua lỗ 3.262 tỷ vào năm 2012 và 2013. Ông giải thích sao về việc này? Trịnh Xuân Thanh: Về việc này, vào ngày 8 tháng 5 năm 2014, PVN đã chỉ đạo PVC tổ chức kiểm điểm. Sau khi xem xét kỹ, PVN đã có công văn gửi Bộ Công Thương và Thủ tướng Chính phủ, trong đó có kết luận như sau. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thấy rằng PVC đã thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan đến kinh doanh thua lỗ của PVC. Các cá nhân vi phạm đã được xử lý nghiêm túc theo quy định của pháp luật. Tập thể lãnh đạo PVN, PVC đều đã sâu sắc kiểm điểm, nhận trách nhiệm về người quản lý và người đứng đầu đơn vị đối với kết quả sản xuất kinh doanh của PVC giai đoạn 2012-2013. Nhưng đối với cá nhân đồng chí Trịnh Xuân Thanh, không có sai phạm gì về cá nhân trong thời gian làm việc tại đơn vị. Người buôn gió, nếu không có trách nhiệm cá nhân của ông, cơ quan chủ quản giải thích sao về việc này? Trịnh Xuân Thanh: Ngày 13 tháng 10 năm 2014, Bộ Công Thương đã có công văn số 643 gửi Thủ tướng Chính phủ. Trong đó có phần giải thích lý do thua lỗ ở PVC như sau. Sản xuất kinh doanh sụt giảm, thị trường chứng khoán sụt giảm, nợ khó đòi, vốn không có thực của các công ty chuyển về như công ty Petrolen, PV Power, PV Epsilon, IDCO Long Sơn. Riêng lỗ đầu tư ở thị trường chứng khoán đã làm mất 1.389 tỷ đồng. Đáng kể thêm là khoản nợ 959 tỷ đồng là do khoản tiền ứng thi công. Khoản tiền ứng này đã được Thủ tướng đồng ý cho ứng. Sau đã được chủ đầu tư thanh toán, nhưng vẫn được cộng vào khoản lỗ báo cáo. Hai khoản lỗ này đã lên đến 2.348 tỷ đồng. Một đã được thanh toán, một do thị trường chứng khoán rớt giá. Số còn lại phần lớn là lỗ trích lập dự phòng. Người buôn gió: Xin ông cho biết lỗ trích lập dự phòng là thế nào? Trịnh Xuân Thanh: Có thể hiểu về lỗ dự phòng như sau. Ví dụ ta mua một miếng đất giá 100 tỷ, sau đó giá miếng đất đó còn 50 tỷ do thị trường xuống giá, mà ta vay 100 tỷ để mua miếng đất này. Vậy, để dự phòng khi bán miếng đất kia đi chỉ được 50 tỷ, ta bỏ 50 tỷ của mình vào để bù lỗ. Lỗ trích lập dự phòng là khi đánh giá miếng đất thời điểm ấy được 50 tỷ, nhưng nếu thời gian sau miếng đất này trở lại giá 100 tỷ, thì số 50 tỷ ta dự phòng bỏ ra đó không được tính nữa, gọi là hoàn dự phòng. Người buôn gió, trên cương vị lãnh đạo tổng công ty PVC, ông có ký quyết định mua bất động sản nào vào hoàn cảnh đó không? Trịnh Xuân Thanh: Trong thời gian tôi lãnh đạo PVC, tôi không mua bất động sản nào cả. Những khoản lỗ dự phòng kia là do những công ty con đã mua trước khi họ sáp nhập về PVC. Nhưng những bất động sản của công ty con này đến thời điểm tôi quản lý vẫn chưa bán được, nên chỗ lỗ dự phòng kia chỉ là lỗ ảo trên sổ sách. Trường hợp bán đi rồi, lúc đó giá thị trường ra sao mới phân định được là lỗ hay lời bao nhiêu. Trong trường hợp bán đi có lỗ thì đó là trách nhiệm trước đó của các công ty con này, tôi không liên quan đến. Người buôn gió: Khi các công ty con này sáp nhập về PVC, ông có kiểm tra đánh giá tình trạng của họ không? Trịnh Xuân Thanh: Tôi đã kiểm tra và báo cáo cấp trên trong các cuộc họp là các công ty này trong tình trạng xấu. Nhưng cấp trên PVN chỉ đạo cứ sáp nhập số vốn của PVN trong các công ty này về trên sổ sách ban đầu mà PVN đã đóng góp. Mặc dù giá trị thực tế là rất kém, ông Vũ Huy Hoàng, Bộ trưởng Bộ Công Thương, cơ quan chủ quản đã có văn bản xác nhận điều này. Thực tế là tôi đã phải chấp nhận sự sáp nhập các công ty thua lỗ trên do sức ép chính trị. Người buôn gió: Từ khi các công ty này sáp nhập về PVC thì tình hình của họ có cải thiện được hơn không? Trịnh Xuân Thanh: Đến nay họ vẫn hoạt động bình thường, nhưng họ là những công ty bất động sản mà tình hình bất động sản từ nhiều năm qua vẫn còn đóng băng, cho nên họ không những không phát triển được mà còn phải gánh lãi từ những khoản vay đầu tư ở ngân hàng. Người buôn gió:
Xin ông cho biết những cơ quan chức năng nào đã kiểm tra, thanh tra, kiểm toán tổng công ty PVC? Trịnh Xuân Thanh. Trong thời gian năm 2011 và 2013, có 3 cơ quan thực hiện công tác thanh tra PVC. Đó là Đoàn Thanh tra Chính phủ theo quyết định 725 của Thủ tướng Chính phủ vào ngày 5 tháng 4 năm 2011 về quản lý sử dụng vốn. Đoàn Thanh tra Chính phủ theo quyết định số 1116 của Thủ tướng Chính phủ ngày 17 tháng 5 năm 2013 về phòng chống tham nhũng. Đoàn Kiểm toán Nhà nước theo quyết định số 508 của Kiểm toán Nhà nước ngày 30 tháng 3 năm 2012 kiểm toán về tài chính. Kính thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là bài viết có tựa đề Phỏng vấn Trịnh Xuân Thanh phần 2. Bài viết của tác giả Người Buông Gió được đăng trên trang blog cá nhân của ông. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ ấn subscribe kênh tin tức 108TV để được nhận thêm nhiều hơn nữa những thông tin mới nhất về hiện tình Việt Nam.